Bài hát Tân Cổ Mắt Xanh Con Gái do tác giả Trịnh Lâm Ngân Quế Anh sáng tác, được trình bày rất hay với những nốt nhạc sâu lắng. Trịnh Lâm Ngân Quế Anh là tác giả của nhiều bài tân cổ huyền thoại, bài hát Mắt Xanh Con Gái là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất. Vũ Chí Thanh là giọng ca nam với giọng hát đầy nội lực. Người yêu nhạc thường nhận xét rằng, anh có khả năng truyền cảm tuyệt vời. Sự kết hợp đặc biệt giữa anh và Kim Nguyên Trinh khi trình bày Mắt Xanh Con Gái khiến người nghe không thể rời mắt khỏi sân khấu. Kim Nguyên Trinh là giọng ca nữ với giọng hát mượt mà, du dương. Cô được yêu mến bởi khả năng truyền cảm tốt và khả năng diễn xuất tuyệt vời. Sự hòa quyện giữa giọng ca của cô và Vũ Chí Thanh khi trình bày Mắt Xanh Con Gái làm nên thành công cho bài hát. Mắt xanh chưa sao hồn mình.
Gọi rằng duyên thì đâu dễ dàng.